kêu nguy UN. Sáu đúng không ạ? Lâu xin chào quý vị, đây thêm một lệnh nữa mà Toàn có vào giao dịch đúng phương pháp đúng không ạ? Và Toàn đã lời thêm một lệnh, một lời sáu nữa đúng không ạ? Hello, xin chào quý vị. Hôm nay thì Toàn đang giao dịch theo một cái phương pháp mới, đó chính là một lời sáu. Và lúc nãy thì Toàn cũng thấy được tín hiệu vào lệnh, nên là Toàn đã vào lệnh của Visa và Toàn đã vào đúng lệnh Visa đúng không ạ? Và theo quý vị thấy là Toàn đang có lời là 5,7 đúng không ạ? Tức là 1 lời 6 đấy. Nếu mà anh em nào mà muốn được học cái phương pháp mà giao dịch những công ty con để được 1 lời 6 á, thì liên hệ trực tiếp với Toàn nhé, Toàn sẽ hướng dẫn nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đã có lệnh luận rồi đúng không? Rồi, giờ chúng ta vào lịch sử xem này. Đấy, vừa nãy Toàn vào hai lệnh, thì một lệnh đầu tiên là Apple, có Apple đấy ạ. Đấy, thì nó chưa chuẩn, nhưng mà vào lại lệnh Visa với cái lệnh thứ hai là Toàn đã có lời 3,70% đúng không? Đấy, rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, để Toàn sẽ hướng dẫn cho quý vị biết cách làm sao giao dịch được một lời 6 được không ạ? Rồi ok. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những video ngắn tiếp theo. Xin chào. Start.